bậc cha mẹ thân mến, các bạn nghĩ sao về tên gọi của chương trình Học Tiếng Anh Dinh Laptop do Pantado tổ chức? Có phải là khi học tiếng Anh, các bạn hoàn toàn có cơ hội sẽ nhận được một laptop rất tốt, rất xịn sò không ạ? Các bạn đoán chính xác rồi đó. Đây chính là một chương trình đặc biệt mà Pantado tổ chức nhân dịp tháng 12 này. Tham gia cho con học tiếng Anh ở Pantado, các bạn có thể có cơ hội nhận được những giải thưởng như sau. Một giải nhất là một máy tính bảng trị giá 8 triệu đồng. Hai giải nhì là các thiết bị hỗ trợ việc học online như là tai nghe, webcam, bàn phím. Và năm giải ba là khóa học cho trường thi ảo. Các bạn có thể truy cập vào để tham gia học. Và các bạn biết không, sẽ có một giải đặc biệt đúng như tên gọi của chương trình là một laptop dành cho một người duy nhất trúng giải, với trị giá là 15 triệu đồng. Có lẽ đây là cơ hội dành cho tất cả các bậc cha mẹ, vừa có thể cho con tham gia học tiếng Anh ở một nơi uy tín, đồng thời với đó lại có cơ hội để nhận những quà tặng đặc biệt. Tiếp cận với tiếng Anh sớm không chỉ đơn thuần giúp trẻ có thành tích học tập cao hơn, mà còn giúp cho trẻ em có thể phát âm chuẩn và trôi chảy bằng giọng bản ngữ một cách đáng kể. Hiện nay, một trong những phương pháp học tiếng Anh cho trẻ được phổ biến nhất phải kể đến học tiếng Anh trực tuyến. Vì vậy, đã có rất nhiều cộng đồng tiếng Anh trực tuyến được thành lập. Nổi bật trong đó có thể kể đến những cộng đồng do Tổ chức Giáo dục Trực tuyến Pantado thành lập và phát triển. Con đã học tiếng Anh tại Pantado được 3 tháng rồi ạ. Con cảm thấy cô dạy con rất là vui. Con được gặp cô bằng tiếng Anh ạ. Con rất thích khi bố mẹ cho con học tiếng Anh. Ở trung tâm tiếng Anh Pantado này, khi mà họ giao cho tôi cái lộ trình đấy thì tôi thấy rất phù hợp với con tôi, nên là tôi quyết định cho cháu theo học tại Pantado. Hiện nay, việc học tiếng Anh trực tuyến ngày càng trở nên thông dụng đối với mọi đối tượng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Việc học tiếng Anh trực tuyến sẽ phát huy hết những hiệu quả nếu như phụ huynh lựa chọn được nơi đào tạo uy tín và có kế hoạch, mục đích học tập rõ ràng. Hãy cùng chúng tôi tham gia chương trình Học Tiếng Anh Dinh Laptop các bạn nhé! Và hy vọng là laptop sẽ về tay của các bạn.